Khi tôi sinh ra mang được ngay những con nhà qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên vẫn còn nghèo đổi số không ơi. Các anh đại gia bên CFQ ơi, có thể làm ơn đổi cho em khẩu M16 không? Em là con nhà nghèo mới từ CFVN sang đấy. Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân TQ chính ở đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử sang bên CFQ giá nghèo, thử lòng các game thủ ở bên CFQ để xem thử là các game thủ bên CFQ có tốt bụng như là các bạn ở bên Việt Nam không. Bạn ơi, bạn có thể đổi súng cho mình được không? Ê bạn ơi, anh em có thể thay đấy, bên CFQ toàn đại gia, thằng nào thằng đấy toàn cầm súng ngon. Ê bạn ơi, đổi cho mình khẩu súng đi, đừng nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy. Vâng, thằng kia nhìn mình với một ánh mắt rất chi là khinh bỉ rồi quay đi. À, bên đây có anh nào tốt đổi cho em khẩu không? À, anh sống đồng VIP ơi, anh có thể đổi cho em khẩu M16 được không? Em xin ra đấy là anh ở tốt tí nào. Bạn có trẻ thằng nào chịu đổi cho mình khẩu M16 vậy ta? Đổi đi, em lại anh ơi, anh đổi cho em khẩu súng đi, em lại anh này. Em ngồi em lại anh này. Ui, nó đổi súng, ui, ngon. Sáu nòng VIP, cảm ơn bạn nhá. Ui trời ơi, cuối cùng gặp được người tốt rồi anh em ạ. Đúng là game thủ Trung Quốc cũng có người tốt người xấu nhá anh em. Bên cạnh những cái thằng nó nhìn mình với cái ánh mắt gọi là khinh thường thì đã có một bạn soái ca đã cho mình mượn một khẩu sáu nòng VIP. Đấy, anh em có thể thấy ở bên chế độ zombie ekip ở bên CFQ thằng nào thằng đấy toàn cầm 3Z với lại đồ VIP không à. Nói chung là bên đây toàn đồ VIP thôi, chỉ có mình nghèo mình cầm M16 thôi. Rồi qua đây ngồi thủ cho nó chắc. Thì nhiều anh em hỏi cái năm đấm song khuyển này ở với gì đấy bạn. Ui thôi đổi, cho mượn rồi không được trả lại, không được đòi lại chứ bạn. Thanh niên này tự nhiên cho người ta mượn chán xong bây giờ ra dùng súng đòi lại, mơ đi cưng. Thì cái năm đấm song khuyển ở bên đây được cho free nhá anh em, cho nên anh em đừng thắc mắc là tại sao thằng nào cũng có năm đấm song khuyển. Tại vì game bên CFQ này nó khác bên CFVN lắm, toàn cho free không mà, còn bên CFVN mình cứ phải nạp cạc vào cơ thì mới được. Cái đấy người ta gọi là hút máu như cô tất. Rồi bây giờ cái thằng kia đang giục súng ra để gà với thằng kia đổi súng khổ ghê á. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, mình được cầm 6 nòng VIP là ngon rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm 6 nòng VIP và chiến. Thì anh em nhảy mấy đường đây cẩn thận tia chớp nó quăng bom nhá. Cái trận này mình thấy nhiều tia chớp á. Ui giời, nó quăng bom liên tục thế này sao mà nhảy trời. Bây giờ nhảy qua nó cho một trái tia chớp rơi xuống đất là thôi, hỏng của tỏi. Mà lên đây đấy, thủ chỗ đây theo mình thấy thì chỗ đây là cái chỗ dễ dàng kiếm multi kill nhất, cho nên mình sẽ ngồi đây và la liếm xem được có con zom nào lên không. Cái định mặt cái bọn tia chớp này nó chọi bom liên tục chứ, à, bom đâu mà chọi lắm nhá. Thôi đi rồi, anh ta chả lấy con zom nào lên thế này. À, lên trên đây tia chớp này, y tá này, đấy lại ăn một trái bom của nó. Thôi đi cho nó lằn, sắp hết thời gian rồi, còn 14 giây nữa. Ồ, cái thằng M16 vẫn còn sống à. Tưởng mẹ chết rồi chứ. Nó liên sống rất chi là dai, đang gạ cái thằng bé vét kia đổi súng. Khổ quá. Nhìn thân niên tội ghê anh em ạ. Hay là mình trả lại súng cho nó nhỉ, mà thôi mình sang đây mình thử làm game thủ bên CFQ, may gặp được bạn này bạn tốt cho nên mình sẽ để cảm ơn bạn thì mình sẽ sử dụng súng của bạn để win. Ok, mình tưởng nó cầm M16 nó chết rồi chứ, thế mà vẫn chưa chết, thằng điên chạy vẫn rất chi là tỉnh. Cho tụi zombie cháy choáng rồi chạy cho nó ấy. Trời ơi, má đang chạy cho đây mà kia chớp nó quăng cho trái bom là thôi, đúng củ tỏi. Đấy, vừa chạy vừa nhảy cho nó an toàn. Hình như mình đang chạy tới step 4 rồi, chỉ bị tới step 5, step cuối cùng rồi, không biết là có win được không đây. Thôi chạy đi bạn ơi, ham bắn cái gì, nó quăng cho quả tia chớp thì rơi xuống dưới đất thì gọi là khóc. Rồi qua đây thôi. Dòm lên kìa, bắn nó đi anh em. Đấy, lên làm sao được. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm 2 kill. Đấy, mình sẽ vừa ngồi vừa nhảy để tránh trường hợp tia chớp nó quăng bom lên là bị rơi. Có 2 khẩu 6 nòng. Có mỗi mình với thằng kia là có 6 đồng VIP thôi, còn lại là toàn 3Z anh em. À, còn cái thằng kia cầm M16 nữa. Chả có cái con zom nào lên trên đây hết vậy.
Rồi cửa mở rồi, đi thôi anh em ơi. Let's go go go. Rồi như vậy là có thằng ngu bị rớt. Chạy vào chỗ đây để phải hết sức khiêm tốn, không có để bị rơi xuống dưới đất thì thôi. Đấy, nhảy qua đây. Đấy, quá ngon. Biết cái thằng M16 chết chưa nhỉ? Anh em nhỉ? Ăn kiều này, chỗ đây cũng là một chỗ ăn kiều rất chi là lý tưởng. Anh em nào mà có bom hủy diệt quăng ở chỗ đây thì cứ phải gọi là ăn multi. Ui mày quá mẹ, xem nó rơi rồi, cái thằng M16 rơi rồi. Chia buồn cùng bạn nhá. Rồi lên lên, let go anh em ơi, sắp win rồi, cố lên. Bây giờ anh em tụi mình chỉ cần cố thủ ở đây thôi là sẽ win được. Rồi tụi mày lên đây, tao cày sóng nòng chết hết nhá. Ui giời kiều kìa, ui giời, anh em nhìn đam kìa, ui giời sướng không. À, multi không khó, mày lên đây chết. Ui giời, multi luôn kìa, quá cả trưởng. Mẹ, có mỗi một cây sóng nòng không làm gì được, ba cây sóng nòng thì ngon. À, tiếc thế. Ok, tiếp tục thôi nhá các bạn ơi, thì mình vừa mới tìm được một phòng mới rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cầm 16 đi gà đổi súng để thử lòng game thủ bên xếp TV nhá anh em. Đấy, thì mấy chỗ đây là chưa đổi được, tại vì tụi nó chưa dừng ở mấy chỗ đây á. Cho nên mình cứ dục súng ra thì mấy tụi nó cũng không có thấy được. Cho nên mình sẽ lên chỗ bọn nó hay ngồi thủ để mình đổi súng. Khổ quá các anh ơi, nhà em nghèo, em không có tiền mua kính chống choáng đâu mà các anh cứ quăng choáng em làm gì cũng biết. Ê, ai đổi súng không? M16 này, con nhà nghèo đây. Ai đổi súng không? Này, súng này ai đổi không? Bạn ơi, bạn KC. Ê, sóng nòng VIP. Ê, thì đấy, thấy M16 khinh về bạn. Đó, cả trưởng. Thôi, chạy lên trên đây để dụ bọn nó đổi súng cho người biết là nào đổi súng không. Ê, chị ơi, ê, bạn ơi, đổi súng các bạn. Ê, bạn ơi, này M16 huyền thoại này. M16 huyền thoại mà chê à? À, cái thằng hồi đấy đổi súng cho mình đấy. Bạn ơi, đổi tiếp không? Bạn ơi, đổi súng tiếp cho mình nhá. Nào, đổi súng tiếp cho mình. Okay, what the hell? Cái thằng này nó giục súng của nó xuống dưới vực xong nó lấy súng của mình chứ bạn. Mình tưởng bạn là người tốt chứ hóa ra bạn là người ác à? Ở cái thằng người ác kia. Mất súng rồi anh em ơi. Ôi tôi xong. Giờ súng đâu mà bắn? Cầm lục bắn ở trời. Mình tưởng đâu bạn tốt bụng bạn. Thì ra thằng này nó cho mình anh em ạ. Mình tưởng đâu nó tốt bụng nó cho mình. Nó đổi súng với mình mà. Bây giờ nó dùng cái sáu nòng VIP của nó xuống vực xong nó cầm M16 của mình để nó bắn thế này, cái thằng khốn nạn này. Nó bây giờ cầm khẩu lục làm ăn gì trời. Đấy, anh em thấy không, khẩu lục bắn đam yếu quá, yếu hơn cả M16 nữa. Thôi chạy qua đây cho nó làm được mà nó, tao nhớ mặt cái thằng kia rồi nhá. Tí nữa tao bóp gái chết mẹ mày. Cái gì đấy anh em? Nó chửi mình hả anh em? Mày chửi tao, mày chửi tao một giây vậy mày? Ông ta điên đang cầm M16 đi gà đổi. Ui xin nhá, cảm ơn bạn nhá. Súng lại về với chủ rồi. Nhìn cái gì hả? Mày đòi súng hả? Mơ đi cưng nhá. Mày chơi lầy với tao xong bây giờ tao đấy, súng mày đấy. Nhảy xuống vừng mà lại ui. Cái thằng ngu nào lại giục súng ra cho nó vậy? Vừa mới cướp súng được từ tay của nó, bây giờ thằng quỷ kia lại giục súng ra cho nó bắn chứ. Đấy, trưởng thật. Rồi, bây giờ chắc cứ rồi như vậy thằng kia rớt luôn chứ bác hải trưởng nhảy chỗ đây mà cũng để rớt. Qua đây cái nào, ui rồi con đi tá đuổi ngay sau rồi, chạy gấp, hình như mình là thằng chạy cuối cùng hay sao đó. Thôi chạy té. Qua đi anh em, qua đi, nhà đây phía trước nó còn bom sắp bật lò bây giờ. May quá nhảy qua đúng lúc, phía trước nó vừa còn bom. Nó không biết là ván này chỉ cầm đục có win được không, chứ thấy win hơi khó đấy. Lại gặp cái bố lầy kia mẹ, đã nhà đã nghèo không có súng bắn rồi, lại gặp cái bố lầy dục súng rồi mình xuống vực nữa chứ. Đấy, cái trưởng thật. Có ai đổi lục cho em không? Ê, chị ơi, đổi cho em khẩu lục đi. Ê, đổi súng các bạn ơi. Bọn này bọn nó khinh thế nhỉ. Ui giời ơi, nó khinh. Cầm M16 lục cùi nó khinh nè nhá, cái thằng quý này nhá. À, thằng điên lại dục lục súng vực để trôm súng vào mình đấy. Ông khôn quá. Tôi chỉ bị lừa một lần thôi nhá.
Tôi không bị lừa nhiều lần đâu, ông mơ đi ông ạ. Gớm. Ông khôn như quỷ, khôn như ông ấy, Việt Nam tôi đầy. Thanh niên này lâu chết thế nhỉ, cái thằng này nó lâu chết thế nhỉ. Chù rồi, nó đang nhảy, nó trượt chân, nó rơi mẹ xuống vực, nó chết đi chờ rồi. À, tiếp tục coi cái đạn quả ván này, win cũng nên, nó sợ kép 4 rồi. À, chạy lên trên đây thôi, à thằng Diên đi đường tắt luôn à, gắt đấy. Cầm khẩu lục thấy nó kỳ kỳ làm sao anh em ạ, nó chỉ có súng bắn mà mình thì cầm lục mình bắn, đấy là chuyện thật. Ui dom lên, bắn thôi, la liếm tí, ui lục bắn xa yếu thế nhỉ. Vừa nhảy vừa bắn thì mình né bom của tia chớp anh em, tại vì mình không cầm súng 6 nòng hay 3 vét cho nên người mình đã nhẹ lắm, chỉ cần một trái bom của tia chớp thôi là cũng ra đi rồi. Ông thanh niên đang cầm súng trêu mình đấy, mày ý mày có súng mày ngon hả mày. Cửa mở đi rồi chứ, bây giờ cửa sắp mở rồi, 3, 2, 1 cửa mở đi thôi anh em ơi, let's go go go. Rồi step cuối cùng á, mong rằng sẽ win được. Với cái lực lượng toàn 3 vét như thế này không biết có win được không, 6 nòng chết hết rồi. Rồi lên trên đây thôi. Đi thôi anh em ơi, đừng ham bắn anh em ơi. Cái thằng quỷ này đấy anh em thấy không, cái thằng quỷ này nó dụ mình, nó tròn, nó vứt súng của mình xuống vực này. Sao bên sếp QQ lại nhiều cái thằng lầy thế nhỉ, lầy hơn cả mình luôn á. Thôi lên trên đây thôi. Ai chả này thì lên này anh em, coi mình chuẩn bị bắn lục multi kill này anh em, nhìn đam này ấy anh em thấy đam không. Ui giời ơi, phê không, tôi gọi là map phê. Ui chết mẹ, dom lên nhiều thế. Ui té bắt cua, hey bắt cua thần trưởng. Đuổi đi nào, đấy nè mấy bạn đuổi xuống đấy, mình nhảy qua đây nào, đấy mình lại nhảy qua đây nè. Hai thằng nhìn mình rơi xuống vực rồi, nhưng mà là mấy con dom kia không thấy mình luôn. Chết còn cường thì thấy rồi, đấy mình lại nhảy này, đấy lại nhảy này. Bạn đuổi cái gì, đuổi bằng niềm tin nhá, nhảy. Ui định bạn rơi xuống vực rồi, vãi cả trưởng. Rồi thôi, bye bye tất cả các bạn rồi nhá, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau, bye bye.